Xin chào các bạn đã đến với bộ quay trực tiếp của Thẩm Mỹ Viện Dr. Vĩnh bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay bên mình vừa tiếp tục thực hiện xong phung mài tán bột nha các bạn. Ở đây là tình trạng chân mày của chị trước và sau khi thực hiện xong nha. Trước khi thực hiện thì chân mày của chị đã từng thực hiện phung xong cách đây rất là lâu nha các bạn, và màu mày nó bị phai và bị trổ. Ngoài ra thì cái phần đuôi mày của chị bị cụp xuống khiến cho vùng mắt của chị trông rất là buồn. Ở với tình trạng trên thì chị đã đến bên mình và thực hiện lại chỉnh sửa chân mày mới nha. Và đây là mày của chị vừa mới thực hiện xong nha các bạn. Sau khi thực hiện xong thì chị có một cái dáng chân mày mới phù hợp với khuôn mặt hơn. Và thông qua đó thì nâng phần đuôi của chị nâng lên cao giúp cho đôi mắt của chị nhìn sáng và trẻ hơn. Và màu mực mới thì giúp cho đôi mắt của chị nhìn trẻ trung và sáng hơn nha các bạn. Chân mày vừa mới thực hiện xong luôn nha. Dáng mày nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn, rất là tự nhiên luôn nha. Đây là phương pháp phun mài tán bột trên nền chân mày cũ nha các bạn. Các bạn ai có nhu cầu thì hãy để lên số điện thoại để được trực tiếp với sự Vĩnh Khoa Thẩm Mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn nha. Hoặc các bạn có thể gọi đến số 0905388576 để được tư vấn nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.